Chào các bạn đến với kênh YouTube của Hải. Thì hôm nay Hải sẽ đem đến cho các bạn chiếc xe Ford Focus phiên bản Trend được nâng cấp tại FX Auto. Với phiên bản này thì Hải đã nâng cấp cái dàn đèn của nó. Thay vì là đèn halogen thông thường, Hải nâng cấp thành đèn bi. Mắt đèn rất là ngầu và sáng. Về phần phía mặt ga lăng trước và cản trước thì Hải đã thay thành một bộ body kit RS, nhìn rất là sport và thể thao. Bộ body kit RS này nó còn có một cái phần đuôi nữa, phía sau nữa, trông rất là đẹp và thể thao sport cho xe. Về phần phía bên ngoài xe cũng không có gì khác biệt, và điều đặc biệt nó nằm ở phần đuôi xe. Hải sẽ dẫn các bạn đi vào phần đuôi xe. À, cái phần bánh mâm này Hải cũng được sơn đen lại cho cái xe nó thể thao hơn, nó sport hơn chút xíu rồi nha các bạn. Về phần đuôi xe thì đây là cái dàn bô AK Movic. Chút xíu Hải sẽ mở động cơ lên để cho các bạn nghe thử cái tiếng bô. Và sau đây các Hải sẽ dẫn các bạn vào trong khoang nội thất của xe. Về trong khoang nội thất của xe thì đầu tiên là các bạn nhìn thấy đó là cái trần da lộn. Hải đã cho bọc da lại toàn bộ của phần trần, nhìn rất là đậm chất thể thao và sport. Kèm theo đó là những cái tay nắm cửa và cái ốp cửa Hải cũng cho làm cùng màu với cái màu ghế da này. Ghế da này là Hải đã bọc lại toàn bộ, mà cái da này là chất liệu da cao cấp, nhìn nó rất là sport và thể thao. Và điều đặc biệt là cái phần hai bên hông ghế Hải đã cho thiết kế theo dạng thể thao luôn, ngồi rất là ôm lưng và thoải mái khi mà mình tạo cảm giác như mình đang đua trên một chiếc xe đua. Tiếp theo đó là cái phần tắp lô này. Phần này thì Hải đã trang bị thêm một cái màn hình Tesla. Thay vì phiên bản trước thì nó là một cái màn hình LED, nó không có camera trên đó, thì Hải đã trang bị thêm cái phần này. Và điều đặc biệt đáng chú ý ở đây vừa đập vào mắt chúng ta đó là cái phần vô lăng này Hải đã cho bọc da và ốp carbon lại, cầm rất là vừa vặn và chắc tay, cảm giác lái rất là tốt. Đây Hải để. Và điều đặc biệt ở cái màn hình chính giữa này á, hồi xưa nó là cái màn hình LED, Hải đã nâng cấp lên cái bản phiên bản cao luôn, đó là cái màn hình của hàng Focus Titanium, nó hiển thị tất cả các thông số luôn. Và các bạn lắng nghe hồi nãy Hải có nói với các bạn là Hải đã đổ cái dàn bô AK Movic, thì Hải đạp cho các bạn nghe thử. Đó, rất là đã êm tai luôn. Và vừa rồi Hải đã chia sẻ các bạn các option độ trên chiếc xe Ford Focus Trend này. Để biết thêm chi tiết về cái gói độ này cũng như là các option độ khác của các dòng xe khác thì các bạn hãy liên hệ Hải theo số điện thoại bên dưới để Hải tư vấn trực tiếp cho các bạn. Vì bên Hải ngoài Focus Trend, Hải có thể làm được các xe của tất cả các dòng các hãng khác bằng cách nâng cấp về các nội thất cũng như ngoại thất. Để cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy cho Hải một like và subscribe để Hải có tinh thần làm những clip tiếp theo nhé.